Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn về cách ứng phó với căng thẳng tinh thần khi gia đình có bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Khi một người nhiễm COVID-19, các thành viên trong gia đình có thể thấy lo âu, căng thẳng. Người nhiễm COVID-19 có thể gặp các tình trạng căng thẳng tinh thần như sợ hãi và lo lắng về sức khỏe của bản thân và người thân. Thay đổi thói quen ngủ, khó ngủ và khó tập trung. Ăn uống kém, chán ăn. Các bệnh mãn tính trầm trọng hơn như bệnh dạ dày, tim mạch. Các bệnh tâm thần có thể trầm trọng hơn. Uống rượu, hút thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc khác nhiều hơn. Cách ứng phó với căng thẳng tinh thần. Tránh xem, đọc hoặc nghe những câu chuyện tin tức về dịch COVID-19, nhất là trên các mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Chăm sóc cơ thể và sức khỏe tinh thần của bản thân. Hít thở sâu hoặc thực hành thiền. Cố gắng ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng. Tập thể dục thường xuyên, vừa sức, không thức khuya. Tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy, các loại thức ăn nước uống có chất kích thích. Dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn, cố gắng thực hiện một vài hoạt động mà bản thân yêu thích như đọc sách, vẽ, xem phim, nghe nhạc, làm mô hình, nấu ăn nếu có thể. Gọi cho nhân viên y tế phụ trách nếu căng thẳng tinh thần ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày trong nhiều ngày liên tiếp. Tăng cường giao tiếp kết nối với những người khác tâm sự về những lo lắng. Kết nối với các tổ chức cộng đồng hoặc tôn giáo hoặc nhóm diễn đàn xã hội. Thừa nhận việc căng thẳng cũng không sao, cũng không có gì là xấu hổ khi nhờ người khác giúp đỡ.